Alo và chào mừng các bác trở lại với kênh Tubo. Thì quay trở lại kênh thì em sẽ tiếp tục thanh lý xả lỗ hai con loa kéo này. Cái từ thương hiệu Boston có tên là Boston Acoustic PB1002 và Boston Acoustic PB1202. Các bạn đã biết là gì, năm nay thì là một năm kinh tế rất khó khăn và thậm chí và đơn vị kinh doanh nào cũng thế thôi, không thể đứng ngoài cái sự khó khăn này. Thì shop nhà cũng vậy, thực sự các bác là năm nay là năm rất áp lực với bọn em kinh doanh. Thì tất nhiên là có những sản phẩm bán thì ai cũng kinh doanh cũng muốn bán có lãi cả, nhưng mà cũng rất nhiều sản phẩm mà bán gần như là phải chấp nhận bán lỗ và lỗ rất là sâu. Thì ngày mai thì em còn hai chiếc loa kéo nữa, em sẽ thanh lý lỗ cho các bác. Con này thì bán cực rẻ, các bác nào mà đang tìm một chiếc loa karaoke mà hát chơi chơi rồi lâu lâu mang đi mang lại thì chúng ta có thể sử dụng cái chiếc loa này để chúng ta sử dụng với mức giá rất sốc coi nha, rất là sốc. Đầu tiên là gì, em có một chiếc loa kéo Boston Acoustic, cái này em quay ở trên kênh rồi, PB1002 PB. Con này đang có giá niêm yết là 6,8 triệu. Hôm nay em thanh lý nốt một chiếc cuối cùng cho bác và bán cho bác mức giá là 3,690,000. Đây là em lỗ khá là nhiều đấy, lỗ rất là nhiều. Với tặng kèm cho bác là thêm một chiếc dây, một cái loa không có dây nữa. Tặng kèm một cái chiếc loa có dây thì chỉ có một chiếc thôi. Và con này nó khá là nặng, đâm ra là em sẽ chỉ hỗ trợ miễn phí ship được thành Hà Nội thôi. Còn ở tỉnh thì các bác sẽ thanh toán ship giúp em. Đây là cái mức giá em khẳng định là dưới giá vốn rất là nhiều, lỗ cực kỳ nhiều cho bác. Và gần như những sản phẩm mà nhà em đăng lên thanh lý thì đều đã bán hết. Do vậy bác nào mà nhanh chặn, nó sẽ có một cái mic không dây đi cùng như này nữa, nhưng mà hãng họ tạo thêm mic có dây, một mic có dây để cắm vào thêm để hát thêm đấy. Và bác nào mà đã từng đang tìm một con loa để hát chơi chơi thì có thể tham khảo mẫu loa này. Thì con loa này nó cũng khá là nhiều tính năng hay cho các bác. Em sẽ bỏ riêng cái mic phụ kiện ra, hộp em để ở ngoài kia rồi. Các bác sẽ có một con loa với bát 30, hai củ bát 30. Ở trên này các bác sẽ có nhiều núm tinh chỉnh, như là các bác chỉnh bát chép này, chỉnh bluetooth, chỉnh bát, rồi chỉnh có cả cái này để bắt sóng, rồi có cả USB để cắm thẻ nhạc, rồi có cả cổng thẻ nhớ, chỉnh volume cắm guitar, nhạc cụ rất là nhiều. Nói chung là cắm rất nhiều thứ, dùng pin đó. Thì đây. Đấy. Nói chung là chỉnh cả màu đèn này. Đấy. Chỉnh được màu đèn đây. Hai con loa này về cơ bản giống nhau, không khác gì cả, khác nhau về công suất thôi. Con này thanh lý là 3,690 triệu, giá 6,8 triệu, thanh lý 6,9 triệu, thanh lý còn 3,690 triệu, còn này thanh lý 3 triệu đấy, hỗ trợ ship nội thành, hàng chính hãng do anh G Audio phân phối. Thì cả hai thì đều có phụ kiện giống nhau, nó sẽ có một cái mic không dây đi kèm và hãng họ tặng kèm một mic có dây nữa, có thế thôi. Bên này cũng thế, bên này các bác cũng sẽ có một cái chiếc loa như tương tự như vậy đấy. Thì các bác em bỏ ra đây, các bác sẽ đấy, thì khi bật nguồn lên thì nó sẽ như này. Và nó cũng sẽ có đèn led ở phía trên, rồi có thể chọn chế độ bluetooth. Đấy. Thì các bác nào mà đang tìm kiếm một con loa hát karaoke thì các bác có thể tham khảo hai mẫu này. Và em cũng xin nói luôn là khi mà thanh lý xả lỗ xong hai cái chiếc này thì em sẽ bỏ mã luôn và không bán nữa. Thì thực sự là các bác là cũng rất là buồn, buồn bán kinh doanh, không ai muốn là phải bán lỗ cả, nhưng mà thực ra năm nay nó khó khăn quá, những cái gì mà trong kho còn tồn mà không xử lý được thì buộc phải bán lỗ, thì bán lỗ sâu để giảm giá vào và chấp nhận là để lấy tiền và chi trả những việc khác, tiền lương, tiền nhà cho anh em, cũng như là để nhập hàng khác các bác nhá. Xin nhắc lại là gì, Boston Acoustic P1002 PB, giá 6,990,000, 6,9 triệu giảm còn 3,990,000 đấy. Xin lỗi, bác là 3,690,000, tôi gọi 3,7 triệu đi cho dễ. Con này là 3 triệu, con này 3,7 triệu đấy, hỗ trợ ship nội thành cho các bác, còn ở tỉnh các bác trả giúp em tiền ship thế thôi. Và bác nào mà quan tâm thì alo hotline là 0964801493 để mà mua hàng. Vâng, và rất mong là các bác nào đã theo dõi kênh của em lâu và đã mua hàng rồi thì cũng mong các bác ủng hộ em và cũng tiếp tục ủng hộ kênh và ủng hộ shop để chúng em có thêm cái kinh phí cũng như là thêm cái những sản phẩm mới để đưa về phục vụ các bác. Và ngày hôm nay thì hai sản phẩm này đấy là hai sản phẩm rất là tốt về chất lượng và với mức giá, thực ra nó quá rẻ so với mức giá các bạn, do còn hai chiếc cuối thì em cũng thanh lý xả lỗ đi cho các bác, cũng như là để thu vốn về nhanh, cũng như là để bác nào mà đang theo dõi kênh thì bác có cơ hội để mua hàng với mức giá tốt. Em khẳng định là không có cái mức giá nào ở thời điểm này là tốt như này đâu. Rất nhiều người phải chấp nhận bán lỗ ở thời điểm này để đưa lấy tiền về, và lỗ rất là nhiều. Thực sự là em bán em cũng rất là sót, nhưng mà thôi, hy vọng là sẽ mang lại một cái giá trị nào đó trên kênh, cũng như là những người theo dõi kênh, và hy vọng là sẽ được nhận được sự ủng hộ của bác. Và ok, ngay sau đây sẽ mời bác đến một số bản test nhạc tới từ cái hai con loa kéo này. Thực ra thì em sẽ test một chiếc thôi, bởi vì nó gần như tương đối giống nhau về chức năng sử dụng giống nhau, và
Bác nào mà các bác ở bệnh viện, trường học hay là những cái nơi mà gia đình chúng ta có thể sử dụng cái chiếc loa kéo này để hát karaoke với mức giá này nó quá rẻ, rất là rẻ đấy ạ. Nên bác nào nhanh tay thì nhanh chóng để săn sale các bác, giá cực kỳ rẻ. Và ngay sau đây sẽ mời các bác cùng đến một số bản test nhạc từ cái đôi cặp đôi loa kéo thanh lý xả lỗ Boston Acoustic PBA 1202 và PBA 1002 này, giá là 3 triệu 690 nghìn, còn này là 3 triệu đấy, đại loại như thế.